Trang Daily Mail đưa tin, cặp đôi oan nhất nhì Hollywood thời điểm hiện tại Minh BBC rớt Cody Simpson đang đắm say trong hạnh phúc tình yêu. Thứ sáu vừa qua, cả hai đã cùng nhau có một buổi hẹn hò dạo phố vô cùng lãng mạn. Minh Y trở nên hải lệ, bẽn lẽn bên tình trẻ kém 5 tuổi, còn cô đi yêu chiều người chơi gái hết mực, cùng nắm tay Minh Y nhảy trên con phố đông người. Cặp đôi cũng lần đầu trao cho nhau nụ hôn say đắm trước bàn dân thiên hạ. Cặp đôi Minh Y cô đi dạo phố trong buổi tối thứ sáu ngọt ngào. Minh Y quấn quýt tình trẻ không rời, hải lệ và vô cùng dễ thương. Và rồi dường như chẳng thể cưỡng lại sức hút của đối phương, Minh Y và cô đi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai và thoải mái khóa môi trước ống kính Barbara kể từ khi thừa nhận hẹn hò. Rất nhiều người nhận ra rằng, sau khi hẹn hò cô đi, nhan sắc Minh Y lên hương trông thấy. Cô nàng trở nên vui vẻ, rạng rỡ, trẻ trung và giàu sức sống hơn bao giờ hết. Không hãy ngần cô đi chuyện tình yêu và những bất ngờ ngọt ngào dành cho nhau trên mạng làng hội, cô đi và Minh Y thu được nhiều sự ủng hộ của công chúng khi công khai hẹn hò. Một vài hình ảnh khác của cặp đôi. Nguồn Daily Mail.